channel của mình nha. Thì hôm nay anh em mình làm món chuột nướng siêu cay nha mọi người. Đây là chuột nè, chuột đã làm rồi, bây giờ mình sẽ rửa lại thôi. Canh mai hay gì đó. Cục là cục gì ta? Dạ. Gì? Đúng rồi. Nước hả? Mở tủ lạnh con lấy đúng rồi. Sao mở con lã đi. Chút đi trời, chút đi trời đó. Cậu ăn đi. Ăn đi trời làm xong trời đó. Thầy tí ăn này không ta? Hả? Thành có ăn này không? Thành ăn chuột không ta? Đây chuột đây mọi người, cũng nhiều à, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 con, 20 con, 2, 4, 6, 7, 20 con, ký 10 con. Té kiếm gì hả? Thì bây giờ mình sẽ bầm tỏi ớt mình ướp nha mọi người.
Giờ mình sẽ nướng chuột nè mọi người. Đây. Hello. Bao nè. Nhà không? Rảnh không? Chắc rồi hả? Tưởng rảnh. Xong chưa? Xong chưa? Cũng đi thì chịu nó đi, tưởng rảnh mình chạy xuống đây. Ừ, Đạt với ai tranh thủ nhanh đi làm nữa đó. Thì như bữa ừ. Thơm quá mọi người ơi. Mà cũng nóng quá mọi người ơi. Ủa nó dính. Da nóng quá.
Nóng quá, nóng quá, nóng quá. Thơm quá. Đây cuộn nha mọi người. Gần chín rồi nha. Thơm lắm nha. Quá là thơm luôn. Đây mình làm chuột nước siêu cay luôn nha. Đâu ngoài đi. Đầu bếp nè. Đi ngoài á, ngoài cho tiền mua bánh nữa. Mua su à. Ăn ngọng luôn á. Thơm quá à. Mẹ chiên cho mày mấy miếng đó bông. Dạ. Chiên cho mày dạy những con đó. Chiên gì? Chiên này nè. Chiên rồi nữa hả? Chiên mấy miếng chảo á. Có mấy miếng à. Dạy nhiều dữ ta. Mấy con à. Mẹ chiên mấy con? Chỉ còn dưới cũng mình hai bà con. Dạ hai con với chảo. Vậy cũng nhiều dữ ha. Nhiều ký, nó nhiều lắm nha. Này nó nhiều ký. 7 năm. Hello, Tân Thành hả? Nó trên Tân Thành nó về. Từ chim. Bên Bắc Cam Đông qua bển mấy ngày á. Nó giao về đây. Alo, ba cậu nói gì Tân Thành? Tại cậu rồi hả chứ không phải từ chim mà. Alo, ba cậu nói Tân Thành vậy á? Con trai với nhiêu nãy đó, con trai với nhiêu?
sổ đứng đáy vậy, đứng đáy dòng tàn. Đứng đáy luôn nó ra nước. Ra nước. Thôi mày cái này đồ mạnh dữ lắm. Mà vậy là uống cái con đá vậy mà mai là cũng sẽ đi lên mà. Nó uống con đá đâu. Mỹ uống xét không à? Vậy nào nó cho vô bộ viện đó. Mà nó ăn con uống chai chai này nó nấu nước. Không biết không nha. Bên xét nguyên chai là đủ đô đó. Kiểu không có đầy lội mà đi xỉn xỉn. Nó mua phải không? Mà giờ còn ăn nước nữa. Ăn hết nó mới về đó. Thánh này chắc mấy cấm. Không đi ăn ớt không? Uống ly uống cho ớt kìa. Đã. Cảm ơn. Biết sao lại có mắt hơn không? Uống cho 7 nè, thấy cho 7 không? 8 là 7. 8. 5 nha. Vậy sau này khi bươi sạch cũng ngon. Bươi sạch ngon. Khi 175 này, 18. Uống sĩ thì lại theo cổ chứ không phải. Em bị thở hao này, ngu cũng kia hai kết, rỉ kết. Ngu quá mày ngu. Uống bia đồ ngu. Đúng không? Thì sạp giờ nó ủa nóng giờ có 170 giờ mà uống anh Phong. Hôm nay uống kia là hai kết nó xỉn mà này uống kết xỉn là đỡ hao bia. Hao bia. Trời ơi, năm cha rồi. Đỡ hao bia. Má hơn có 5.000 gì uống này cho ngon. Chứ hôm qua có 10.000 chai á. Không tự sao chỗ biết nó ướp. Xong rồi mọi người, này là thành quả của anh em mình sáng giờ nè. Quá hấp dẫn luôn nha. Vô mình uống theo kiểu Mỹ đi. Vô. Người trái. Vô nè. Bên Mỹ bên Mỹ đâu uống đá đâu. Chứ nhắc là xong rồi mình sẽ review cho mọi người. Đây là cái đùi, một cái đùi. Đây là muối ớt, muối xanh. Còn này là muối ớt đỏ, muối xay. Biết rồi. Cái này nè. Này. Cái này là chuột nướng siêu cay. Này rau sống. Cái này là dưa leo cà chua. Mình ăn kèm. Bây giờ mình sẽ ăn thử cái đùi nha. Má lợn quá. Để đi chỗ lại hả? Rất là thơm luôn rồi. Cay quá. Thịt rất là ngon. Rất là ngọt. Lại là thịt chuột. Sáng lên về còn cháy tủ hả? Là chuột cơm. Nguồn gốc ở Tân Thành một khóa người. Rất là ngọt nha. Thật rất là ngọt. Rất là dai, rất ngọt. Đi đủ đâu? Thôi. Đó là bỏ lên lên nè. Cái này nè, chấm muối ớt xanh nè. Này ớt xanh, ớt đâm nè. Ớt là thơm luôn nè. Quên nữa. Còn ớt này ớt gì không? Ăn chết ta. Pha vô. Miếng chanh, miếng nước tương không? Tắt không lệnh á. Miếng chanh, miếng nước tương vô vậy thôi ăn được không nổi. Lấy lạnh tắt cho nó không được rồi. Quý nhiều quá, quỷ đó nè. Quỷ nó đến gần mò tè. Rất ngon rồi. Chuột rất là thơm. Rất là ngọt. Cay quá. Thánh ăn chuột đời. Thánh ăn chuột ở đây. Đây nóng quá mọi người. Cái này làm gì phải mặc.
Cài quá nồng rồi.
nằm quá là lên bay luôn á. Chà, mua cái xanh nè. Mày mặn gì dưới kìa. Chọc miếng rau sống nè. Mày mặn gì dưới. Mày là bệnh. Dây hả? Bệnh quá thì bệnh. Lá cóc với lá cánh. Hai cái điều trời làm sao khỏi. Rồi mấy cái cơ chịu hết. Chịu hết thì không, em không bệnh. Cái này là sao nữa? Có thằng tơ nó ít bệnh, có thằng già nó bệnh, nó là tháng thư với nấm rồi. Ừ, đó cái tơ ít rồi, có cái là cái già rồi. Trái trái trên đầu muốn hết luôn. Nè mình cặp với đầu sống nè. Cười đốm đốm đốm. Đây. Cặp với đầu sống quá cá rồi. Chấm 30g chết rồi. Lô. Có tè. Chết không? Mưa xuống này trái dây cũng bệnh hết á. Mình chán thằng mưa lớn không sao, mưa cắt cắt. Trái dây cũng bệnh rồi luôn. Không sao mà. Đó uống đi. Trời ơi, cái ngồi nó ngồi nghiên cứu hoài, ngồi nhìn nó nè. Trời. Em mà lấy nó thấy cái hiệu cái nó ém luôn rồi đó, rồi mày thấy chưa? Giờ đùi nào. Má nãy giờ ngoài trời uống quá rồi sao trời? Quá đã luôn. Không vô này uống đâu. Thì giờ vô này. Thôi cho qua anh đi. Tôi biết không còn em uống luôn. Má nè. Để làm sao mà. Thôi ăn không đi thẳng. Cái giọng sao cũng nhớ ra đây để cái gì vậy? Đúng rồi. Mày tới cho số một tí đi. Nha, hỏi gà còn muôn con đây. Cậu ba đi. Cậu ba nhậu đây tí cũng nhậu nè cậu ba. Ừ. Có hả? Cậu ba nhậu tí cũng nhậu nè. Không, ra ra mới ra đây mà hết lệ vậy. Đúng. Hết hả? Con gà tới quậy vậy. Sao mấy gì ông thì tôi cảm thấy nó đá nè. Cánh đầu ấy. Cánh cánh gì cái sân mái chuyện sạch. 90 triệu để chơi chơi. Cái nó muốn sẽ cũng sẽ xả dây rồi hả? Sáng cái trái nhậu một. Rồi. Nó giờ giờ mua là 5 triệu rồi kìa. Nó trời mưa này đâu kéo cái đường dây tự nó quấn bụng rồi kéo nặng sực kéo nặng. Người kéo thì con thì sáng kéo vô nữa. Có hai người sao chứ thằng kia bớt kéo vợ. Có hai người cộng rồi chứ bộ không phải thằng đó. Đâu cần dài, mình cần 100 mét thôi. Một sợi 100 mét. Mở mua ở đây mua mấy cái gì về không mày có đừng dò dò là không tức chết hả dò ngắm ngắm kia về bỏ qua một túi gạt mà bữa nay kia chuyện gì con này đổi tà được. Đấy à. Nó cái này 400 nhiêu rồi, nó cái cho mấy. Rồi.